Hôm nay Hiệp sẽ giới thiệu với anh chị một cái lô đất nằm ở thôn 3 Hàm Liêm, giáp ranh với thành phố Phan Thiết. Vị trí này rất là đắc địa và cái giá là dành cho nhà đầu tư. Xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong cái video ngày hôm nay, Hiệp tiếp tục giới thiệu với anh chị một cái lô đất liền kề với thành phố Phan Thiết, và chắc chắn là cái vị trí này nó sẽ sát nhập vào thành phố Phan Thiết trong khoảng thời gian sắp tới. Và từ ở vị trí ở trong đất, anh chị đi ra ngoài đường nhựa thì có rất là nhiều cái lối đi, và chỉ có vài trăm mét thôi sẽ đến đường nhựa, và anh chị chỉ cần rẽ qua trái là đến ủy ban xã, anh chị rẽ qua phải sẽ là quốc lộ 28, và cái chỗ này là nó đi ven theo thành phố Phan Thiết. Và đương nhiên tất cả cái mảnh đất Hiệp bán thì một là phải có sổ, hai nữa là đường xá ô tô đi vào thoải mái đi được nha anh chị. Và điều thứ ba nữa là về giá cả thì bên Hiệp có một cái quy định rất là rõ ràng là không đôn giá, không kê giá, và luôn tìm kiếm những cái mảnh đất tốt về giá, vị trí và pháp lý để đưa đến các cái nhà đầu tư. Bây giờ anh chị hãy cùng đi đến mảnh đất thử xem là mảnh đất này nó có những cái điều kiện nào, những cái điểm cộng nào có thể đáp ứng được nhu cầu của anh chị. Và ở cuối cái video ngày hôm nay, Hiệp sẽ dùng Google Maps để chia sẻ cho anh chị thấy là các cái khoảng cách từ Google Maps cộng với lại những cái hình ảnh thực tế thì nó sẽ ra như thế nào nha. Và lại là một lô đất nữa ở thôn 3 xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Và mặt tiền đường bê tông của nó lên đến 60 m, và cái lòng đường ở đây của nó nè rất là to, khoảng cỡ 4 mét rưỡi lận. Ô tô chạy vô đây, 2 ô tô có thể đi được thoải mái. Mọi người có thể thấy ở trong khung hình là đường rất là to. Cái thửa đất ngày hôm nay nó nằm ở bên trái của em ở trong khung hình. Các cô chú anh chị có thể thấy đây, đất thì nó hơi thấp so với nền đường một tí, và có sẵn móc giới từ ngay chỗ cái hàng cọc này nè thẳng vô ngay chỗ cái hàng cây, rồi kéo bao vòng qua cái khung đất rất là vuông vắn nha các cô chú anh chị, rất là vuông, kéo thẳng qua đụng tới hàng thanh long bên kia và ra đụng lại cái lề đường. Và từ đây nè mình đi ra tới đường nhựa ở phía bên ngoài là chỉ có đâu đó khoảng 400 m thôi, 400 m là mình ra được đụng đường nhựa. Và từ đó thì mình đi về tới trung tâm thành phố Phan Thiết là chỉ có khoảng cỡ 5 km. Và để tới được Ủy ban nhân dân xã Hàm Liêm cũng như là các cái tiện ích gần đây thì nó nằm trong bán kính khoảng cỡ 1,5 km đổ lại thôi. Tại vì từ đây mà mình đi ra tới Ủy ban nhân dân xã Hàm Liêm thì nó rất là gần, chỉ có khoảng cỡ 1,4 km thôi là ra đụng tới Ủy ban nhân dân rồi. Và ngay chỗ ủy ban thì thường thường là nơi có nhiều cái tiện ích như là chợ, trường học. Quay lại cái lô đất ngày hôm nay thì em thấy cái khung đất thì nó rất là vuông, chỉ có mỗi cái điểm trừ là nó cỏ mọc hơi nhiều, nhìn không có sạch sẽ tí, với lại là cái nền đường nó hơi thấp chút xíu so với nền đường. Nhưng mà bù lại thì cái mặt tiền của nó rất là rộng, lên đến 60 m mặt tiền, và nằm ở trong khu dân cư. Thì ở đây người ta có sẵn điện nước rất là ok và thích hợp để đầu tư. Mình đánh giá đây là một lô đất rất là tiềm năng. Và ngay chỗ bên đây thì mình có thể thấy là phía mặt tiền của bên thửa đất đối diện có một cái con suối nhỏ, và đang có nước chảy đây, chảy có cá đồ dưới nữa, rất là ok. Dạ, và đây mặt tiền của nó là kéo từ ngay chỗ chiếc xe máy đó qua tới tận phía bên hàng thanh long này, đụng tới hàng thanh long của hàng xóm. Thì bây giờ em đi tới đó cho mọi người coi. 60 m lần nha các cô chú anh chị. Dạ đây có thể thấy là chủ họ đã làm hàng rào rồi, có lưới gai bao xung quanh rồi. Ngay khúc này nó bị phá mất rồi, chứ ở trong thì nó cũng có lưới rồi bao xung quanh, cắm cọc hết rồi. Mình có thể thấy trong cái khung hình con đường nó rất là to. Dạ đây nó kéo tới ngay chỗ này là hết, đâm thẳng ra phía sau. Dạ thì cái chiều sâu này em theo như em ước lượng thì nó khoảng cỡ hơn 40 m đổ lại. Mình có thể thấy được là khuôn đất thì rất là sạch sẽ, chứ có mỗi tội là nền đất nó hơi thấp so với nền đường thôi, còn mọi thứ còn lại rất là ok. Dạ rồi, thì bây giờ em sẽ đi ra ở phía bên ngoài để quay con đường nhựa phía bên ngoài cũng như là các cái tiện ích xung quanh đây, và tới ngay chỗ Ủy ban nhân dân, quay chợ để cho mọi người xem và hình dung được. Dạ, và ở đây là phía bên ngoài đầu đường nhựa, cái con đường mà để dẫn đường bê tông mà để dẫn đi vô trong cái thửa đất của các đơn vị. Và nếu như mà đi theo cái hướng này thì mình sẽ về tới trung tâm thành phố Phan Thiết, ra đụng quốc lộ 28 trước, và sau đó rẽ phải thì mình sẽ về trung tâm thành phố Phan Thiết, còn rẽ trái thì sẽ đi lên hướng Gia Bắc. Đà Lạt. Ngay vị trí này chỉ còn cách khoảng cỡ 900m nữa thôi là có thể đi đến Ủy ban Nhân dân xã Hàm Liêm. Và ngay chỗ đó thì sẽ có chợ, trường học. Và mình có thể thấy là ở bên ngoài đây thì có rất là nhiều nhà dân họ sinh sống, cũng như là các cái tập hóa rồi tiệm điện. Rồi bên đây thì có cái nhà em thấy cũng rất là ok, nhà rất là đẹp. Khúc ngoài đây thì chắc là nhà dân không có điều kiện lắm á. Dạ rồi, thì bây giờ em sẽ đi tới ngay chỗ chợ và trường học để quay cho mọi người xem là ở đó có những gì và tiện ích nó như thế nào. Dạ, và đây trước mặt mọi người bên phía tay phải là Ủy ban Nhân dân xã Hàm Liêm, và kế đó thì là trường tiểu học Hàm Liêm. Còn đây là ngã tư. Cái ngã tư này nếu như mà mình để trái thì sẽ đi ra đường Ngô Đức Tốn, và từ đường đó thì mình có thể đi về trung tâm thành phố Phan Thiết được. Đây là công viên 18 tháng 4 xã Hàm Liêm. Và đi vô bên trong này nữa thì nó sẽ có một cái chợ tạm ở trong đây. Người dân ở trên đây thì cái đó là chợ chính ở khúc trên đây luôn á. Ngay chỗ này nè thì nó là có trường nè, rồi những cái quán ăn, quán nước, rất là nhiều cái tiện ích mình có thể thấy ở trong của mình. Ở đây là trường mẫu giáo Hàm Liêm. Và đây là chợ xã Hàm Liêm. Con đường này mình đi thẳng nữa thì sẽ ra đến kênh sông Quao, và từ con kênh đó thì mình đi lên được liên xã là tới Thuận Minh rồi Hàm Trí. Con đường nó đi được nhiều nơi. Đây ha, mình có thể thấy chợ thì nó có hai đường đi vô, một đường trên và một đường dưới. Ở đây chợ xã Hàm Liêm, giờ này trưa rồi cho nên là người dân người ta ngừng buôn bán rồi, chỉ còn một vài quầy cái sạp nhỏ nhỏ trong đó thôi. Rất là nhiều quán ăn rồi quán nước ở đây, sửa xe. Và từ chỗ này thì mình chỉ cần đi thêm theo cái hướng em đang đi là thêm 3 km nữa là ra đụng tới quốc lộ 28, và rẽ tay phải đi thêm khoảng 700-800m nữa thôi là đụng đến mép rìa của thành phố Phan Thiết rồi nha các cô chú anh chị. Rồi, đây là vị trí của lô đất ở trên Google Maps. Nếu lấy Lotte làm chuẩn thì từ Lotte đi đến cái mảnh đất chỉ có 5,7 km. Đây là anh chị nè, Google Maps thể hiện lên 5,7. Và đương nhiên mình có nhiều đường đi. Đây là ngõ quốc lộ 28, anh chị có thể rẽ qua. Còn cái ngõ bên này là ngõ quốc lộ 1, anh chị vẫn có thể rẽ qua được. Lối nào cũng được nha. Và nó cũng xem với nhau. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là từ đây đi ra đến biển anh chị sẽ thấy khá là gần. Đây, khá là gần. Và đây là rất là trung tâm nhất của thành phố Phan Thiết là nằm ở đây luôn rồi nè, anh chị nè. Rồi bây giờ Hiệp sẽ zoom lớn lên để cho anh chị nhìn thấy nó rõ hơn là các cái tiện ích nó như thế nào. Đây là theo map nó sẽ chỉ anh chị đi các cái lối này đi lên. Còn ở trong cái video thì các bạn là chỉ anh chị đi từ cái lối này nông ngư cơ Đăng Khôi này nè. Lối này đi vào đất và đi đến chỗ cái ngã ba này anh chị có thể rẽ vào đây được. Tức là ở đây có rất là nhiều lối đi. Và gần bên cái mảnh đất này là có một cái khu dân cư gọi khu dân cư An Phú. Và khu dân cư này thì đương nhiên nó bán lô nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Còn bên này chỉ có 1,5 triệu một mét thôi, là 1,5 tỷ một sào với 3 sào 7. Rồi nếu đi ra ngõ này anh chị rẽ ra đây về quốc lộ 28 được. Rẽ ra đây là về trung tâm thành phố Phan Thiết. Và thực ra là cái ranh giới thành phố Phan Thiết là ngay vị trí này luôn nè anh chị nè. Đi theo cái ranh này nè. Đây là thành phố Phan Thiết, từ cái ranh này là 5,3 đến miếng đất là 5,7, vậy cách thành phố Phan Thiết chỉ có 400m thôi. Còn nếu đi theo cái lối ra là nông ngư cơ Đăng Khôi này thì đi ra đây anh chị rẽ phải theo hướng này nè. Đó, ra đây sẽ ra quốc lộ 28. Còn rẽ trái thì mình sẽ lên chợ và ủy ban. Đây là ủy ban đây anh chị. Đây, ở trên máy thì nó có thể show ra thấy cái hình nó dễ. Đây là trường tiểu học. Rồi sát bên ủy ban cũng sẽ là chợ luôn anh chị. Sát bên ủy ban là chợ. Hiệp zoom nhỏ lại một xíu mọi người dễ thấy. Ở ngay chỗ này nè, sát bên ủy ban nè anh chị. Và rất là nhiều cái tiện ích. Thì thông tin nó lô đất nó như vậy thôi anh chị. Nó liền kề với lại thành phố Phan Thiết, liền kề với lại Phong Nẫm nè. Phong Nẫm ra lên đến đây lần nè. Liền kề với lại Phong Nẫm. Và chắc chắn vị trí này sẽ sát nhập vào thành phố Phan Thiết trong khoảng thời gian sắp tới. Rồi với 3 sào 7 này là giá bán là 1,5 tỷ một sào và không có bán lẻ. Anh chị nào quan tâm thì liên lạc để Hiệp có thể hỗ trợ anh chị được tốt hơn. Hiệp sẽ kết thúc video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye.